Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 10, tại ngã tư đường tránh thành phố Hà Tĩnh nối quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, một chiếc xe tải đã lật nghiêng giữa đường, làm 26 tấn trái cây các loại đổ tràn ra đường. Vào thời điểm trên, xe tải do tài xế Lê Văn Hải quê Thanh Hóa điều khiển, chở trái cây từ Tiền Giang ra Bắc, do tránh xe máy đi ngược chiều nên đã lật nghiêng ngay giữa quốc lộ. Tai nạn làm trái cây đổ tràn ra giữa đường, cây ách tắc cục bộ trên tuyến giao thông. Trong quá trình giải quyết vụ việc, nhiều người dân địa phương, người đi đường đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an xã Cẩm Vịnh tiến hành bóc dở, đóng gói sắp xếp và thu gom số hoa quả nói trên giúp tài xế.